trên đường Emmaus thì hai môn đệ đang bàn cãi là chúng ta, Chúa đã sống lại, thầy đã sống lại thật rồi, mà không biết rằng là thầy của mình, Chúa của mình đang đi ngay bên. Cho đến khi hai môn đệ nhận ra Chúa lúc ngài bẻ bánh. Thế thì chúng ta thấy rằng là Chúa đang hiện diện ở trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, mà đôi khi chúng ta không thấy, còn chúng ta cứ kiếm, cứ tìm và cứ xin. Và ca khúc Cho Con Thấy Chúa, một sáng tác của Sơ Hiền Hòa, sẽ gửi đến ngay sau đây với tiếng hát lần đầu tiên góp mặt trong chương trình thánh ca tại trung tâm phục vụ giáo xứ Đà Minh. Một tràng tay chào đón tiếng hát của giọng ca trẻ Xuân Trang.
xưng em. Và ngay sau đây để trước khi chúng ta kết thúc